Kênh Kỹ thuật Nông nghiệp Mekong Agi xin kính chào toàn thể quý vị và quý bà con. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một chủ đề về quy trình dinh dưỡng. Trong video trước thì chúng ta đã xác định được các thời điểm để mà chúng ta xử lý dinh dưỡng cũng như là các chức năng của dinh dưỡng trong từng đợt nó sẽ như thế nào. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói tới trong cái giai đoạn từ lúc nhú cơ đọt cho đến lúc mở lá, thì đây sẽ là cái giai đoạn quan trọng mà bà con chúng ta tác động dinh dưỡng nhiều nhất. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cụ thể hơn là trong mỗi một giai đoạn như thế thì chúng ta sẽ đi dinh dưỡng loại nào và Mekong Agi có đáp ứng được cái bộ dinh dưỡng đó hay không. Thì kính thưa bà con, thì chúng ta sẽ có các bước chức năng như sau. Thứ nhất là trong giai đoạn kéo cơi, có nghĩa là giai đoạn này cơi đã nhú nhưng mà chưa có phát triển như thế này, thì chúng ta dùng dinh dưỡng gì để chúng ta kéo cơi. Rồi sau khi cơi đã nhú thì chúng ta phải dưỡng cái cơ đọt này như thế nào, và chúng ta sẽ có khoảng bao nhiêu lần phun, và chúng ta phun dinh dưỡng loại nào. Đó là cái mục đích của video ngày hôm nay. Và cho đến lúc mở lá thì chúng ta tác động như thế nào để chúng ta phát triển cái bộ lá này làm sao cho nó mạnh khỏe nhất. Đó là cái nội dung mà chúng ta cần trong ngày hôm nay. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ đi trực tiếp vào nội dung. Kính thưa bà con, thì tất cả những tác động về mặt lý thuyết thì chúng ta đã có nói trước đây. Đó là việc mà cái thời điểm mà chúng ta muốn cho cơi phát triển thì chúng ta phải tác động đạm, thì cái này mình đã có tác động qua vùng gốc rồi. Thì trong cái quy trình của một cơ đọt cũng như là cái bộ dinh dưỡng mà chúng tôi phát triển trong video trước thì bà con cũng đã nắm được cái dinh dưỡng qua vùng gốc như thế nào. Thì giai đoạn này thì chúng ta có thể sử dụng GEA3 là cái chính ha. Thì đây là một cái hormone thực vật giúp cho cái cơ đọt mình nó được kéo ra, làm giãn dài tế bào, thì mình gọi là cái hormone ghép. Thì cái sản phẩm chúng ta sử dụng trên thị trường phổ biến đó là cái GEA3. Và đương nhiên chúng ta sẽ kết hợp với đạm cao để mà chúng ta đánh dấu hiệu cho cơ đọt, vì thời điểm này thì nó đã có hình thành tế bào rồi. Nhiệm vụ của chúng ta làm sao kéo cho cái cơ này nó ra được đồng loạt hơn, thì đó là cái nhiệm vụ chính của chúng ta. Thì như vậy thì trong cái giai đoạn kéo cơ này thì bà con sẽ có hai phương pháp. Đương nhiên chúng ta sẽ ưu tiên phương pháp có GEA3. Tuy nhiên thì có thể là trong mùa mưa thì một số bà con sẽ không có ưu tiên GEA3, thì bà con có thể chọn cái sản phẩm kích đọt, bọt đọt. Thì đây là một cái dạng dinh dưỡng dễ hấp thu, thì nó sẽ đưa cái dinh dưỡng vào thì nó sẽ giúp cho cái cơ đọt này nó phát triển một cách đồng đều hơn. Hoặc là trong điều kiện mùa nắng mà cơ đọt nó phát triển nhanh và nhiều thì bà con có thể đưa cả hai lần này luôn. Có nghĩa là trong lần trước chúng ta sẽ đưa dinh dưỡng ở dạng đạm cao kết hợp với GEA3, sau đó khoảng 4-5 ngày chúng ta xem cái tình trạng phát triển của cơ đọt như thế nào, và nếu như mà chưa đủ đảm bảo thì chúng ta có thể phát triển thêm một lần nữa, thì chúng ta sẽ sử dụng kích đọt và bọt đọt. Có nghĩa là chúng ta sẽ có hai lần phun khác nhau, nhưng mà chúng ta ưu tiên là GEA3 kết hợp với đạm cao trước. Đây là giải pháp buộc phải làm, nhưng mà mùa nắng thì cái giải pháp này nó sẽ an toàn, còn trong mùa mưa thì sử dụng đạm cao và GEA3 thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Tuy nhiên thì bà con cứ xem xét thì trong hai cái phương án này phương án nào cũng được. Hoặc nếu như bà con mình chọn một trong hai mà bà con mình sử dụng một lần mà nó đã có hiệu quả rồi thì chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta không sử dụng tiếp, chúng ta đợi cho những đợt tiếp theo thì mình mới lưng phim và sử dụng với một số sản phẩm khác. Như vậy thì trong cái bước kéo cơ này thì chúng ta có một cho đến hai lần, và trong lần thứ một thì chúng ta ưu tiên cái phương pháp sử dụng đạm cao và GEA3. Nếu như trong mùa nắng thì buộc phải áp dụng phương pháp này trước, áp dụng kích đọt xong. Còn nếu như trong mùa mưa thì đưa GEA3 vô nguy hiểm quá, đạm cao nhiều quá không được, thì bà con mình ưu tiên cái phương pháp kích đọt trước. Rồi nếu mà nó đã ra thành công hiệu quả thì chúng ta mới chuyển sang những bước phía sau, và chúng ta chỉ có thể sử dụng một lần hoặc là sử dụng hai lần cho giai đoạn này thôi. Thì cái cơ đọt của mình nó đã hình thành và nó phát triển rồi thì chúng ta sẽ chuyển qua cái bước dưỡng cơ chứ không kéo cơ nữa. Kính thưa bà con, thì song song với cái việc mà chúng ta kéo cơ là chúng ta phun qua bộ lá, thì chúng ta sẽ có một bước nữa là chúng ta tưới dinh dưỡng hỗ trợ bên dưới. Thì cái này thì trong cái quy trình trước đây thì chúng ta khi mà sử dụng phân bón thì bà con mình đã có sử dụng phun nước rồi, hoặc thậm chí thì một số bà con sẽ kết hợp luôn với phân cá hoặc là cái dinh dưỡng qua vùng gốc ở dạng amino hoặc là hữu cơ dạng nước, thì bà con có sử dụng cái dạng đó rồi. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói thêm là cái Mekong Agi sẽ cung cấp thêm một cái sản phẩm nữa, đó là cái dạng hữu cơ dạng nước và kết hợp với amino, và nó dạng canh lớn như thế này. Có nghĩa là cho những bà con nào chúng ta sử dụng nhiều lần trên cái cây trồng của mình hoặc là diện tích lớn thì bà con mua cái dạng canh 20 lít như thế này, thì cái chi phí nó sẽ tiết kiệm hơn so với bà con mình mua dạng chai 1 lít ha. Và đương nhiên bên cạnh này chúng tôi để bao humic 10 kg luôn, thì cũng tương tự để cho bà con mình thấy là nếu như mà chúng ta sử dụng cho nhiều loại cây trồng, sử dụng nhiều lần hoặc là diện tích cây trồng mình lớn, thì có thể áp dụng cái dạng dung tích lớn như thế này để nó tiết giảm chi phí cho chúng ta. Còn nếu như bà con mình trồng số lượng ít thì có thể sử dụng humic có 1 kg và mình kết hợp với cái phân cá chai 1 lít hoặc nửa lít cũng được ha. Thì như vậy thì nó sẽ tiết kiệm cho cái lần sử dụng của chúng ta và không cần phải mua một cái lượng quá lớn. Thì hai giải pháp này thì bà con mình đều có thể sử dụng và có thể luân phiên. Có nghĩa là lần trước thì có thể sử dụng humic kết hợp với cái organic,
Thì organic đây thì có dạng canh 20 lít hoặc là canh 1 lít. Rồi lần sau thì bà con mình có thể kết hợp phân cá với humic. Và cũng lưu ý nha, đây là trong cái điều kiện mùa nắng à, thì chúng ta mới hỗ trợ một số dòng dinh dưỡng dạng đạm cao à, phân cá qua dùng gốc. Còn nếu như mùa mưa thì chúng ta xem xét và có thể là hạn chế. Thì ở cuối cái video này thì chúng tôi sẽ nói kỹ hơn à, cho cái việc mà dinh dưỡng qua dùng gốc như thế nào. Rồi kính thưa bà con thì chúng ta sẽ lưu ý lại việc phun kéo cơi. Thì chúng ta có hai phương án. Một là sử dụng G3 kết hợp với đạm cao à, dạng đạm cao này là 33, 11, 11 thì Mekong Agri có cung cấp. Hoặc là bà con chúng ta sử dụng kích độc bọc đọt à, thì sản phẩm này có dạng chai nửa lít và dạng chai 1 lít ha, thì à, tùy theo số lượng sử dụng thì anh em kỹ thuật sẽ báo cho bà con mình biết là à mình phải phun khoảng bao nhiêu chai à, khi mà bà con mình cung cấp cái lượng nước mà mình phun cho một lần à, thì anh em kỹ thuật sẽ biết và sẽ chuyển hàng cho bà con chúng ta. Rồi còn về dinh dưỡng qua dùng gốc thì chúng ta sẽ có bộ đôi này, có nghĩa là bà con mình chọn giải pháp nào cũng được hoặc là linh thiên cả hai, có nghĩa là humic kết hợp với hữu cơ dạng nước và amino hoặc là humic kết hợp với phân cá và một số cái dạng chung vi lượng khác à, thì hai biện pháp này là một cái bộ đôi mà bà con có thể chọn hoặc là linh thiên ha, chọn một trong hai hoặc là linh thiên đó, chúng ta nhớ là như thế. Rồi như vậy thì sau khi bà con chúng ta đã kéo cơi cho cây thành công, có nghĩa là bây giờ cơi nó đã bắt đầu phát triển và nó nhú mầm lên như thế này phát triển rồi, thì đương nhiên câu chuyện sâu bệnh thì chúng ta đã bàn bên kênh sức khỏe cây trồng rồi nghe quý vị, bởi vì đây sẽ là giai đoạn bắt đầu nhạy cảm à, sâu bệnh sẽ tấn công nhiều hơn à, thì bà con mình xem lại cái video à, bên kênh sức khỏe cây trồng thì bên đó chúng tôi trình bày khá là rõ những cái thông tin này. Như vậy thì chúng ta sẽ biết được là từ đây cho đến lúc lá nó mở ra ha, thì cái quy trình này là mình dùng cho nhiều loại cây nghe quý vị, chứ không phải là bưởi với sầu riêng không, nhưng mà mình đưa hai tấm hình đại diện để cho bà con mình thấy. Thì trong quá trình này nó cũng sẽ tùy, chúng ta sẽ có rất là nhiều lần phun dưỡng lá ở trong này ha, nhưng mà nó cũng sẽ tùy, và tùy như thế nào đây, tùy là thế, nhưng mỗi một loài cây thì từ lúc mà nó hình thành nhú cơi cho đến lúc nó mở lá thì thời gian ngắn dài của mỗi loài cây nó khác nhau. Và nếu như trong cùng một loài cây thì cơi đọt trong mùa mưa nó sẽ đi chậm hơn so với mùa nắng đó. Như vậy thì chúng ta sẽ biết được là trong cái giai đoạn này nó có thể là nó kéo dài khoảng 2 tuần, 3 tuần, thậm chí 4 tuần và 5 tuần từ lúc nó hình thành cho đến lúc nó mở lá hoàn toàn. Như vậy thì thời gian càng dài thì cái số lần phun của mình nó càng nhiều, còn thời gian càng ngắn thì số lần phun của mình nó ít đi. Như vậy thì những lần phun này chúng ta phải phun cái gì và Mekong Agri có đáp ứng được hay không đó. Thì vậy thì bà con sẽ xem xét cái quy trình của chúng tôi. Thì đây chúng tôi sẽ đưa ra một cái bộ mà mình gọi là bộ ba linh phiên, có nghĩa là mình sẽ hình thành sẵn cho bà con chúng ta ba lần phun. Thì trong ba lần phun này chúng tôi sẽ dùng ba loại dinh dưỡng, đó là organic, đây là dạng hữu cơ nước chứa một số loại amino acid, amino MKA thì đây là dạng chứa vi lượng và amino acid, còn kích đọt MKA thì đây là một sản phẩm sẽ chứa rất là nhiều loại dinh dưỡng trong đây, bao gồm cả đạm cả hữu cơ à, vi lượng amino acid. Thì đây là những cái dòng dinh dưỡng mà buộc nó phải có tác động qua bộ lá để hỗ trợ cho cây trồng phát triển. Như vậy thì ở trong mùa nắng thì chúng ta phải có ưu tiên nhiều đạm hơn, bởi vì đạm nó rất là dễ thất thoát trong mùa nắng. À, như vậy thì chúng ta sẽ chia ra hai mùa, mùa nắng và mùa mưa. Mùa nắng thì chúng ta sẽ xem xét kết hợp với đạm cao, nghĩa là ở đây là mình sẽ có 33, 11, 11 để mình kết hợp với những dạng dinh dưỡng này. Có nghĩa là chúng ta sẽ có ba loại dinh dưỡng. À, thì bà con mình chọn ba cái sản phẩm này là ba sản phẩm chính cho ba lần phun. Có nghĩa là mỗi lần phun mình cách nhau khoảng từ 7 cho đến 10 ngày. À, thì chúng ta chọn ba loại dinh dưỡng này à, để làm chính trong ba lần phun đó. Rồi chúng ta sẽ xem xét nếu như trong mùa nắng chúng ta cần thêm đạm để hỗ trợ cho bộ lá phát triển tốt hơn, cây của mình nó ra nhiều đọt quá cần hỗ trợ qua lá nữa, thì chúng ta sẽ kết hợp thêm với cái đạm cao. Cái này là mình xem xét nha, có thể là kết hợp một lần hoặc hai lần thôi, chứ không phải là lần nào phun cũng đưa đạm vô đó hết thì nó cũng không tốt cho cái bộ lá của mình à, nhưng mà những dạng dinh dưỡng ví dụ như vi lượng amino acid, những dạng hữu cơ nước hoặc đạm cá thì nó đã có chứa trong ở đây những thành phần này hết rồi và nó đủ khả năng hấp thu qua lá thì nó sẽ giúp cho cái bộ lá phát triển tốt. Còn đạm là mình xem xét mình đưa thêm và chỉ đưa trong cái mùa nắng thôi, mùa mưa thì chúng ta sẽ xem xét. Rồi như vậy ở đây thì chúng ta sẽ có 3 lần phun và mỗi một lần phun này nó cách nhau khoảng từ 7 đến 10 ngày. Như vậy có phải là nãy mình nói cơ đọt nó có thể là 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần hoặc 5 tuần, thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị 3 bộ dinh dưỡng này thôi là có thể chúng ta phun được cho những giai đoạn đó cho đến lúc mở lá rồi. Như vậy thì đến lúc mở lá thì chúng ta phải tập trung như thế nào? Thì kính thưa bà con, thì khi mà lá của cây trồng đã mở ra có nghĩa là gì, lúc này chúng ta sẽ đánh giá được là cây trồng của mình sẽ có khả năng hấp thu cao nhất, bởi vì lá nó mở ra hoàn toàn. Bộ lá non mới thì nó sẽ cần nhiều dinh dưỡng hơn, vì những loại dinh dưỡng nào sẽ cần trong lúc này
Thứ nhất đó là NPK. Ở đây là ba dưỡng chất không thể thiếu, ba dưỡng chất đa lượng không thể thiếu ha, thì chúng ta bổ sung đạm cao. Thứ hai là những dòng amino acid để giúp cho tế bào phát triển tốt hơn. Ở cái quá trình hình thành bên trong, quá trình trao đổi chất bên trong cây nó sẽ diễn ra một cách trơn tru, thì không thể nào thiếu amino acid. Thứ ba là vi lượng. Vi lượng là những loại chất không thể thiếu cho cây trồng ha, nhưng mà nó chỉ cần một lượng nhỏ thôi. Tuy nhiên thì lúc này chúng ta sẽ cần một cái sản phẩm mà chứa 4 đến 5 loại vi lượng thiết yếu mà buộc phải có bổ sung trực tiếp, thì chúng ta sử dụng combi cho giai đoạn này. Và cái cuối cùng đó là cái trung lượng. Bởi vì khi cơ đột mở ra thì sẽ có rất là nhiều sâu bệnh nó sẽ tấn công vào cái vị trí này. Và chúng ta cần một cái sự cứng cáp, một cái thành vách tế bào bên ngoài bền vững ổn định, thì phải có sự xuất hiện của canxi. Và để giúp bộ lá này quang học tốt hơn thì chúng ta cần sự hỗ trợ của magie. Chính vì vậy thì chúng ta sẽ cần trung lượng canxi và magie trong cái sản phẩm magie kẽm bon, kết hợp với những sản phẩm vi lượng, amino acid và cái đạm cao. Thì đây sẽ là cái bộ tứ dưỡng lá mà chúng ta sẽ phun vào đúng cái thời điểm mà lá mở ra hoàn toàn. Có thể là nếu như cơ đoạn nó không đồng đều thì khi mà cơ đoạn nó mở ra một phần thì bà con có thể phun ví dụ như khoảng 70% là mình phun một lần. Rồi sau đó khoảng 7 đến 10 ngày chúng ta phun thêm một lần nữa với cái bộ tứ này thì cũng vẫn được. Tại đây là cái bộ dưỡng lá thôi chứ nó không phải là thuốc bảo vệ thực vật. Cho nên là bà con mình phun hai lần kế nhau mà cái dinh dưỡng nó giống nhau thì nó cũng không có vấn đề nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta cũng xem xét ha. Nếu như mà chúng ta đợi nó gan đồng loạt đều hơn cho những cái tác động trước đó thì chúng ta sẽ tốn ít lần phun hơn, nhưng mà cái hiệu quả nó vẫn đảm bảo cho cái cơ đoạn này. Rồi thì đây chính là những cái cử phun chính của chúng ta, là có ba cử để mình luân phiên lúc nãy rồi. Và cái cử số 4 này là cái cử quyết định để mà cung cấp đầy đủ dinh dưỡng nhất cho bộ lá. Khi bà con tác động cái giai đoạn này mang lại hiệu quả tốt rồi thì những giai đoạn sau cái bộ lá nó phát triển rất là khỏe, xanh, dày và nó tự động quang hợp và nó sẽ trao đổi chất với cây. Đó. Ở trên này thì nó tổng hợp đường bột nó chuyển xuống và nó sẽ tạo ra một cái vận chuyển hai chiều từ dưới rễ chuyển lên và ở trên này nó đạp xuống ha. Thì cái cơ chế này nó sẽ diễn ra một cách trơn tru, thì cơ đọt này nó sẽ phát triển bền vững ổn định. Rồi như vậy thì ngược lại thì trong cái điều kiện mùa mưa thì chúng ta lưu ý gì đây? Rồi như chúng ta chia sẻ lúc nãy, nếu như mùa mưa thì chúng ta buộc phải hạn chế đạm, tại vì đưa đạm vô nhiều thì cây nó rất là dễ bệnh, mềm mỏng ha, cho nên là đưa kích thích và đưa được đạm cao trong cái thời điểm mùa mưa là cái điều không hợp lý. Chúng ta vẫn sử dụng bộ ba này, chúng ta vẫn sử dụng bộ ba luân phiên này, nhưng chúng ta sẽ xem xét nếu như cơ đột phát triển ổn định rồi hoặc là trong điều kiện nấm bệnh nhiều thì chúng ta loại đạm cao ra, không cộng vào thì nó sẽ an toàn hơn cho cây của mình. Và chúng ta có thể sử dụng những sản phẩm này để kết hợp với thuốc bảo vệ thực vật để chúng ta phun. Như những dạng vi lượng amino acid thì chúng ta có thể kết hợp với thuốc sâu, thuốc bệnh bình thường. Còn những dạng như là hữu cơ nước hay là đạm cá thì chúng ta sẽ xem xét trong khi nào chúng ta bổ sung, thì trước đó chúng ta đã phải quản lý bệnh hiệu quả thì chúng ta mới cung cấp những dạng này. Chúng ta xem xét những trường hợp này, nhưng trên cơ sở là vẫn là cái bộ ba luân phiên này. Rồi ngược lại thì trong cái điều kiện mùa mưa thì như chúng ta đã chia sẻ, canxi nó sẽ liên quan tới thành vách tế bào bên ngoài và sẽ có kết hợp với vi lượng là bo. Ngoài ra thì cái magie sẽ là một cái chất mà nó sẽ thúc đẩy cái quá trình quang học. Trong điều kiện mùa mưa thì cái lượng nắng trong ngày nó sẽ ít, cho nên là bà con mình có thể xem xét đưa cái trung lượng và vi lượng nhiều hơn để kết hợp với cái bộ ba luân phiên này. Vậy có nghĩa là lúc này chúng ta không sử dụng đạm, nhưng mà chúng ta sẽ thay thế bằng canxi, magie. Nhưng bà con có lưu ý không phải là ba lần phun này mình đều áp dụng trung lượng như trong đó được, tại vì trung lượng cũng là một chất mà cây trồng nó cần, nhưng mà dư nó cũng sẽ không tốt, nó sẽ làm cho cây trồng mà nó phát triển không được tốt ha. Cho nên thì chúng ta cũng xem xét tương tự giống như đạm, có thể là trong chúng ta bổ sung một lần. Còn nếu mà mưa nhiều, cái thời điểm đó nó mưa gió nhiều quá và cái lượng nắng trong ngày ít, cây trồng của mình nó dễ bị mềm yếu, thì chúng ta có thể phun hai lần trong cái giai đoạn này. Tuy nhiên thì thông thường thì chúng tôi khuyến cáo là nên sử dụng một lần, mà nếu mà chúng ta đã cảm giác cái hiệu quả đã có rồi chúng ta dừng, không nên cộng trung lượng quá nhiều lần trong một cái thời gian ngắn. Rồi đó là cái cách để mà chúng ta quan sát và chúng ta hiểu với cái vấn đề giữa mùa nắng và mùa mưa thì chúng ta nên ưu tiên cái nào và không ưu tiên cái nào. Rồi kính thưa bà con, thì tiếp tục cũng tương tự như cái mùa nắng thì cái bộ tứ dưỡng lá này chúng ta vẫn phải phun đúng vào cái thời điểm lá mở. Nhưng ở trường hợp này chúng tôi lại chia sẻ với bà con là chúng ta xem xét nếu thời điểm nó bệnh nhiều, lá đang mở thì chúng ta loại đạm đi, ăn bỏ đi cái đạm. Còn nếu mà thời điểm đó lá mở ra ok, cây trồng của mình sạch bệnh thì bà con mình có thể cộng thêm đạm cao để mà giúp cho cái bộ lá nó phát triển được tốt hơn. Tại vì trong mùa mưa thì cái cơ đoạn nó phát triển nó sẽ chậm hơn so với mùa nắng, nên là có những cái điều thúc đẩy này sẽ giúp cho nó đồng đều dễ hơn.
À, cho nên là thời điểm này nếu mà sạch bệnh thì chúng ta có thể cộng đồng ca bình thường. Còn lại hai trường hợp của trung lượng và vi lượng là không thể thiếu. Bởi vì trong mùa mưa thì cái lượng nắng trong ngày rất là ít. Chúng ta cần bổ sung những thế này để trong những ngày nắng tốt thì cái cây của mình nó sẽ có khả năng hoạt động tốt hơn. Thì như vậy thì cái bộ lá nó sẽ trưởng thành một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn so với điều kiện bình thường mà chúng ta không cung cấp. Rồi như vậy thì nhắc lại một tí xíu so với chủ đề lần trước quý vị thì qua dụng gốc thì chúng ta đã luôn có tác động hữu cơ của NPK rồi. Thì cái này đã theo quy trình của một cây đọt thì đã có hướng dẫn trong video trước. Thì còn lại đó là cái sự hỗ trợ của bộ đôi tưới gốc thì chúng ta đã chia sẻ thêm trong ngày hôm nay. À, đó là cái humic kết hợp với amino acid và hữu cơ dạng nước hoặc là humic kết hợp với phân cá. Thì kể cả bộ đôi này chúng ta cũng phải sử dụng chia cách để trong mùa mưa và mùa nắng phải có những cách sử dụng khác nhau. À, thì bà con mình quan sát như sau. Thứ nhất, trong điều kiện mùa nắng thì hữu cơ và NPK thì bà con phải đi tập trung bởi vì khả năng thất thoát của đạm nó rất là cao và trong mùa nắng thì cây của mình nó sẽ dễ bị khô cho nên thì chúng ta cần nhiều hữu cơ để mà giữ ẩm tốt hơn, có humic trong đó nữa để mà cái giữ ẩm và kích rễ cho cây hiệu quả hơn thì nó mới có khả năng hấp thu dinh dưỡng tốt và dinh dưỡng phải tập trung. Thì cây của mình tại vì mùa nắng thì cơ nó sẽ đi nhanh hơn, nếu như đủ nước đủ dinh dưỡng thì cơ sẽ phát triển rất là mạnh và rất là đều. Cho nên thì cái phân bón qua dùng gốc là phải đủ và tập trung, không có chia gãi ghép. Humic là phải đưa vào kích rễ nhiều lần bởi vì mùa nắng á, thì chúng ta phải kích rễ nhiều để có ẩm độ, có chất kích rễ thì cái rễ cây trồng mà nó mới phát triển và có trên cái nền hữu cơ thì rễ cây trồng nó mới hấp thu dinh dưỡng được tốt. Rồi bổ sung hữu cơ dạng nước cũng được nè, amino và phân cám bà con bổ sung bình thường tại vì mùa nắng á, thất thoát đạm nhiều, dinh dưỡng cần nhiều cho nên là bà con mình bổ sung một cách bình thường. Đương nhiên cũng trên cơ sở là cây trồng của mình không bị bệnh qua dùng rễ thì chúng ta mới tưới những cái chất chứa đạm như đạm cá hay là những dạng amino acid thì lúc đó bộ rễ cũng đã được quản lý nắm bệnh tốt rồi thì chỉ chúng ta mới áp dụng những cái phương pháp này nó mang lại hiệu quả. Còn nếu mà dùng rễ đang bị bệnh mà bà con mình áp dụng cái này vô thì chắc chắn là cây trồng của mình nó sẽ không được tốt bởi vì nấm bệnh sẽ tấn công nhiều hơn hoặc là nó cũng không có đủ nhiều rễ để mà nó hấp thu dinh dưỡng thì kết quả thì cây đọt của mình nó cũng sẽ phát triển không tốt. Rồi đây là những cái lưu ý trong điều kiện mùa nắng. Rồi như thế này trong điều kiện mùa mưa thì nó sẽ ngược lại quý vị. Đối với phân bón gốc là chúng ta phải chia nhỏ cái lượng này ra. Có nghĩa là thay vì nãy mình bón tập trung tháng bón một lần, còn bây giờ mùa mưa là không được, cứ 10 ngày, 7 ngày, 10 ngày gì đó chúng ta bón nhẹ một lần. Chúng ta canh những cái thời điểm nào mà đất khô ráo một hai ngày gì nó ít mưa thì chúng ta kết hợp hữu cơ với NPK chúng ta chia nhỏ ra chúng ta bón. Bón ít hữu cơ thì nó sẽ không giữ nước nhiều thì cái vùng gốc mình nó không bị oi gốc ha. Đương nhiên thì chúng ta vẫn có thể kết hợp với humic nhưng trong điều kiện này sử dụng humic thì đất đai phải khô ráo và cây trồng mình phải sạch bệnh nha để nó kích rễ và nó tạo rễ mới thì không bị nấm tấn công và nó sẽ hấp thu được cái hữu cơ và NPK thì nó mới mang lại hiệu quả tốt. Cực kỳ xem xét về cái áp lực nấm bệnh chừng nào thấp là chúng ta mới tưới phân cá nha, cái này rất nhạy cảm. Tương tự những dòng hữu cơ nước và cái amino cũng vậy, nếu mà trong điều kiện có nấm bệnh mà chúng ta tác động cái này vào thì rễ nó sẽ hình thành, nó phát triển thì tiếp tục sẽ bị nấm bệnh tấn công và đôi khi những cái thứ này sẽ là dinh dưỡng cho nấm bệnh nữa đó, cho nên thì bà con mình xem xét cái phương án này. Khi mà mình đã chính thức bảo vệ được vùng gốc thì chúng ta mới tác động phân cá hoặc là những dòng hữu cơ dạng nước qua đó. Đó, còn lại thì chúng ta sẽ nên hạn chế và có thể là chia nhỏ lượng phân bón khi mà chúng ta đã quản lý nấm bệnh tốt thật tốt qua dùng gốc rồi thì mới áp dụng được. Rồi đây là những cái sự khác biệt giữa cái việc mà chúng ta kéo dinh dưỡng kéo cơ độc từ cái mùa nắng và cái sự khác biệt của mùa mưa để cho bà con chúng ta lưu ý thêm. Rồi kính thưa bà con thì ở đây nó sẽ đơn giản như thế này để cho bà con mình dễ nhớ ha. Hồi nãy lúc nãy dinh dưỡng mà về để kéo đọt thì chúng ta đã có đạm cao rồi hoặc là kích đọt ở đây rồi. Chúng ta nhớ hai sản phẩm này thì đây là hai sản phẩm đơn. Đạm thì bà con mình có thể kết hợp với GE3 cũng được. Còn cái bộ ba luân phiên có nghĩa là sau khi cơ đọt đã hình thành thì chúng ta sẽ có ba cái sản phẩm chính. Đó là cái organic amino và kích đọt. Đây là ba sản phẩm sẽ phun luân phiên trong 3 lần tiếp theo khi mà cơ đọt từ lúc nhú cho đến lúc gần mở. Và trong cái bộ ba này chúng ta sẽ xem xét một hai giai đoạn nào đó chúng ta có thể kết hợp với đạm cao nếu như đó là trong mùa nắng và chúng ta xem xét thật kỹ nếu đó là mùa mưa. Đó, như vậy thì bà con sẽ nhớ được cái bộ ba luân phiên là organic amino và kích đọt là chúng ta đã được 3 lần gần như là sắp tới cái giai đoạn mở lá. Rồi tới giai đoạn mở lá thì buộc chúng ta phải áp dụng bộ tứ dưỡng lá này. Nó sẽ bao gồm đạm cao, organic, magie kẽm bo và cái combi thì có nghĩa đây là vi lượng, trung lượng, amino acid, hữu cơ dạng nước và
dạng NPK bổ sung vào lá đó. Thì bộ tứ này thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả tốt, bởi vì dinh dưỡng nó sẽ đầy đủ cho cái cơ đọt đó nó phát triển. Như vậy thì trong điều kiện này chúng ta cũng sẽ xem xét trong mùa nắng thì chúng ta áp dụng ngay, không cần phải nói gì nhiều. Trong mùa mưa thì chúng ta xem xét về cái đạm, có thể loại đi hoặc là có thể kết hợp. Nếu trong giai đoạn đó bà con mình quyết định là cây mình ít bệnh thì chúng ta đưa đạm vô thêm, còn nếu mà chúng ta thấy áp lực bệnh cao quá thì chúng ta chỉ phun những dạng còn lại thôi. Rồi qua vùng gốc thì chúng ta sẽ có bộ đôi. Bộ đôi tưới gốc này thì nó sẽ có hai nhóm, một nhóm là cái humic kết hợp với amino và hữu cơ dạng nước. Dạng thứ hai đó là humic kết hợp với phân cá, thì bà con mình chọn dạng nào cũng được, hoặc là bà con mình muốn tưới gốc nhiều lần thì chúng ta luân phiên. Và đây này sẽ có rất nhiều quy cách, ví dụ như là ở dạng amino này thì có dạng chai 1 lít và cũng có dạng canh 20 lít như thế này để cho bà con mình tiết giảm chi phí. Humic thì cũng tương tự, có dạng gói ký và có bao 10 kg, thì cái dạng dung tích lớn, trọng lượng lớn thì nó sẽ tiết giảm chi phí hơn so với bà con chúng ta chia nhỏ ra. Thì đây là toàn bộ những cái bộ sản phẩm mà chúng tôi muốn chia sẻ để cho bà con mình dễ nhớ. Chỉ cần là bà con mình liên hệ về với đội kỹ thuật là chúng ta nói tôi muốn mua bộ đôi tưới gốc, nhưng mà cái hướng của amino và cái hữu cơ dạng nước nhiều hơn, hoặc là chúng tôi muốn mua bộ đôi của phân cá, hoặc là chúng tôi muốn mua bộ ba luân phiên và kết hợp với đạm một cử, hoặc là bà con mình nói tôi mua bộ tứ dưỡng lá để phun cho giai đoạn mở lá. Thì như vậy thì tất cả các anh em trong đội kỹ thuật sẽ hỏi bà con mình cái lượng nước bà con mình cần phun trong giai đoạn đó là bao nhiêu, thì anh em sẽ tính ra cái lượng thuốc, cái lượng dinh dưỡng tương ứng với cái lần phun đó thì bà con mình áp dụng thôi. Thì nó sẽ khỏe hơn so với video trước là phải nhớ nhiều quá, như giai đoạn đó rồi phải cầm cái này cái kia vô, thì đó là mình nhớ về chức năng. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhớ tên gì, những cái bộ sản phẩm nào để chúng ta áp dụng cho cái việc đó thì bà con mình sẽ dễ nhớ hơn ha. Rồi kính thưa bà con, thì đây là đơn giản là một cái video chia sẻ về thông tin những cái sản phẩm của Mekong Agri phục vụ trong cái giai đoạn từ kéo cơ cho đến dưỡng cơ. Nếu như bà con chúng ta còn những thắc mắc gì thì có thể để lại bình luận bên dưới video, hoặc là liên hệ về với đội kỹ thuật thì anh em sẽ chia sẻ kỹ hơn trong từng tình huống trên vườn của bà con chúng ta và hướng dẫn bà con mình giải pháp xử lý. Nếu bà con mình thích sản phẩm thì bên công ty sẽ sắp xếp và gửi sản phẩm đến tay bà con chúng ta. Và đến đây thì chúng tôi xin phép dừng lại video này. Xin cảm ơn quý vị và quý bà con đã luôn đồng hành cùng kênh kỹ thuật nông nghiệp Mekong Agri cũng như kênh sức khỏe cây trồng trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và canh tác thành công trên mảnh vườn của mình. Xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.